Mỗi lần em xin các anh ấy đùi gà, hai người lại cãi loạn cả lên. Tức chết luôn ý, dạo này kinh tế khó khăn nhỉ? Là sao, lần này không phải đến lượt em mua đùi gà sao? Oh my god, ngạc nhiên cái gì hả, tính chuồn à? Anh đây hay quên nhưng nhớ dai lắm nhé, đi mua nhanh lên, anh có nghĩ cho đất nước, cho cuộc sống, cho quán gà không? Anh bảo cưng đi mua gà bộ sai gì hả? Nhưng mà chủ tịch công ty buôn gà đi giả nghèo rồi còn đâu. Giờ trách ai bây giờ, kết thúc quá bất ngờ. Có khóc cũng vậy thôi, nếu kéo cũng vậy thôi.